Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin sẽ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình mưa bão cũng như tình hình an ninh kinh tế xã hội trên thế giới cũng như là trong nước. Sau đây là những điểm tin chính của chúng tôi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa to dữ dội khiến 27 trên 31 tỉnh Trung Quốc bị lũ lụt, gần 34 triệu người cánh họa. Đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc, đứng trước án tử hình. Ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng đối với tất cả truyền thông Trung Quốc và truyền thông thế giới khi ngày hôm qua, mùng 10 tháng 7 năm 2023, vào lúc 19 giờ 30 phút trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy. Toàn bộ 27 trên 31 tỉnh của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban ngành và lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội của nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid đã tàn phá nặng nề. Mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở liên tục xảy ra. Yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù. Bởi chỉ có như vậy, Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình dường như biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc đầu, cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không bận tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực. Bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, lượng mưa to và lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua ông đã trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát rất nhiều. Thậm chí, khi lũ đi qua thì sự khôi phục khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng mất ăn mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện các cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ đỏ. Tuy nhiên, có một số người dân có điều kiện thì đã sang tránh trú láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đi về miền xa xôi như Mông Cổ để tránh nạn. Hiện tình hình đất nước Trung Quốc đang gặp những vấn đề cực kỳ nguy hiểm do thời tiết lũ lụt hạn hán gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trầm trọng tới các tỉnh miền Nam của Trung Quốc. Mưa đá, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới. Đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố tử hình. Truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, mùng 10 tháng 7 năm 2023, nhiều tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức ghê gớm. Lũ lụt đang hoành hành tàn phá 27 trên 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 33,85 triệu người bị ảnh hưởng và 141 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, do nguy cơ lũ lụt mà gần 2 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 815.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập, 289.000 căn bị hư hỏng nặng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%,
thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh, so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm vừa qua, số người ảnh hưởng lũ lụt giảm 17%, số người chết và mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75% và thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết, những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được, bởi vì cách đây khoảng tầm 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc đã nói rằng lũ lụt và mưa to gió lớn động đất sóng thần chỉ làm thiệt hại có 2 người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể tin phía Trung Quốc được. Bởi vì họ thường nói một đằng làm một nẻo, giống như câu chuyện ở Biển Đông. Đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây hổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, hải quân của Trung Quốc liên tục bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN. Và đây là hành động đi trái với những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời của Trung Quốc nói. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng kể từ đầu tháng này, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn. Vành đai mưa chính đã duy trì ở khu vực này trong suốt nửa tháng, lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ các năm trước. Đất đai gần như là bão hòa với nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức cảnh báo đỏ, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước trung và hạ lưu con sông Dương Tử và hồ Động Đình, hồ Tam Điệp, hồ Phan Dương, hồ Thái Hồ sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, trong khi mực nước các con sông đang ở mức độ báo động đỏ. Bắc An Huy, Giang Tô vẫn duy trì mực nước cao, áp lực phòng chống lũ lụt là rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ đầu tháng 7 đã khiến ít nhất 62 triệu người ở 56 huyện, 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 15 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc phải di rời tái định cư khẩn cấp hơn 231.000 người, cứu trợ cứu nạn khẩn cấp hơn 394.000 và 3.450 ngôi nhà đã bị sập, 5.639 ngôi nhà bị hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên con số 10 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, kênh tài chính của đài truyền hình CCTV đã đưa tin mực nước ở khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn gần đây. Hiện mực nước tại khu vực hồ chứa đã đạt lên đỉnh điểm gần 147 mét, cao hơn gần 3 mét so với cả giới hạn kiểm soát lũ. Trong khi 10 ngày trước, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc đã thông báo đã bị vỡ đập trong trận lũ lụt vừa qua. Vì vậy, sự an toàn của con đập Tam Hiệp một lần nữa đã trở thành vấn đề chú ý của truyền thông Trung Quốc. Theo trang tin Tân Hoa Xã, một số cơ quan truyền thông của Đài Loan, Hồng Kông, những người luôn quan tâm tới những tin tức tiêu cực của Trung Quốc đại lục, đã ngay lập tức vào cuộc. Người dẫn chương trình tài chính của Đài Loan, ông Sích Con, đã phân tích điều này trong chuyên mục Khoảnh khắc quan trọng và nói rằng nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt có thể hủy diệt thành phố Nghi Xương trong vài giờ, phá hủy các thành phố dọc theo trung và hạ lưu con sông Dương Tử, bao gồm thành phố Vũ Hán, Nam Kinh chỉ trong một ngày, và sau đó nhấn chìm Thượng Hải và 10 ngày tiếp theo, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Người ta cho rằng tất cả những cái vấn đề trên đều do mẹ thiên nhiên, trời và đất nổi dậy trừng phạt Trung Quốc, bởi vì những tội lỗi mà chính quyền ông Tập gây ra cho nhân loại trong thời gian vừa qua là cực kỳ dã man. Theo các nhà quan sát cho biết, thì trong một vài ngày tới, cũng như một vài tuần tới, đất nước của Trung Quốc còn dính ít nhất 100 trận mưa to cũng như lũ quét, sạt lở ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp, cũng như con sông Dương Tử tràn về. Vì thế mà Trung Quốc vẫn tiếp tục chìm trong biển nước, và các tin tức liên quan tới tình hình đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào những bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.